Và trong clip tiếp theo buổi sáng ngày hôm nay, anh em có thể nhìn qua Việt Vinh có 4 chiếc đầu tuner chuyên dành để bắt sóng radio. Và những chiếc đầu tuner này đều có nguồn điện là 220V. Anh em biết rồi thì đa số những món đồ mà Việt Vinh bán đến tay anh em đa số đều có nguồn điện 220V. Tức là những món đồ mà Việt Vinh bán đến tay anh em đều là xuất xứ từ châu Âu về. Dù nó mang thương hiệu Nhật hay là thương hiệu của châu Âu đều đa số có nguồn điện là 220V. Và những chiếc đầu tuner này cũng vậy thôi anh em ạ. Ở phía trên là chiếc đầu Technic có nguồn điện 220V. Đây là chiếc đầu Technic được sản xuất riêng ở thị trường của Đức. Và dưới là chiếc đầu Sony được sản xuất tại Pháp. Và chiếc đầu tuner thứ ba là một chiếc đầu tuner hiệu Brabun cũng sản xuất tại nước Đức. Và chiếc cuối cùng là chiếc Duan cũng sản xuất tại nước Đức. Đây là tổng thể hình thức của 4 chiếc đầu tuner mà Việt Vinh đang bán đến tay anh em. Đầu tiên thì chiếc đầu Technic này có một loại là ST500. Bắt sóng AM, FM. Đây, tổng thể hình thức đây anh em nhé. Tiếp theo là chiếc đầu Sony. Chiếc đầu Sony này nó có hiệu là STZX44L. Đấy, chiếc đầu này được sản xuất tại Pháp. Và phía dưới là chiếc đầu Atec thương hiệu Brabun. Có một đây là PT3690. Đấy, 3690. Và phía dưới cùng là chiếc đầu Duan. Có model là CT7040. Đấy là phần mặt trước, phần mặt bên hông. Và đây là phần mặt sau anh em nhé. Phần mặt sau anh em có thể nhìn qua. Chiếc đầu phía trên, chiếc đầu Technic. Đấy, có nguồn điện là 220V. Anh em nhìn này, rất là mới, rất là đẹp. Đây là chiếc đầu được mang từ Đức về. Anh em muốn nghe FM chúng ta cắm anten vào đây anh em nhé. Chúng ta chỉ cần một sợi dây thôi là chúng ta cắm đây là chúng ta có thể nghe FM rồi. Đây là tín hiệu đầu ra. Đầu ra chúng ta cắm vào các cổng tín hiệu đầu vào của âm ly. Đây là jack nguồn. Đấy, số seri của nó là 7921A068. Đấy. Và tiếp theo là chiếc đầu bắt sóng tuner hiệu Sony. Chiếc đầu này được sản xuất tại Pháp. Made in France. Đấy, và có số seri là 528766. Anh em thích bắt anten FM chúng ta cắm vào đây hoặc là cắm vào đây. Ở đây nó cũng có sẵn một anten rồi. Đấy. Và phía dưới tức là cái thứ ba là thương hiệu Brabun, có model là PT3690 được sản xuất tại nước Đức. Có số seri là 48491. Đấy. Chúng ta muốn nghe FM chúng ta cắm vào cổng này. Một sợi dây thôi anh em nhé. AM chúng ta cắm vào cổng này. Đây, và đây là đường tín hiệu ra. Chúng ta cắm vào tín hiệu đầu vào của âm ly. Và cuối cùng là chiếc đầu tuner hiệu Duan. Cũng đây là CT7040. Có nguồn điện là 230V. Được sản xuất tại Tây Đức. Có số seri là 17055. Đấy, anh em có thể nhìn qua những chiếc đầu mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Đều là những chiếc đầu được vận chuyển từ bên châu Âu về Việt Nam đều có nguồn điện 230V, 220V. Chứ không phải là những chiếc đầu có nguồn điện 100V đâu anh em nhé. Đấy, tại vì những cái món đồ mà Việt Vinh bán đến tay anh em đều là những món đồ từ châu Âu về. Và để tránh mất thời gian của anh em, Việt Vinh sẽ thử qua 4 chiếc đầu này một chút anh em nhé. Và hiện tại thì Việt Vinh đang thử chiếc đầu tuner hiệu Technic của model là ST500. Và đang sử dụng sóng FM và đang nghe chế độ stereo. Đây là chế độ dò sóng anh em nhé. Đấy. Anh em thích dùng AM thì chúng ta bấm về AM. Đấy. Chúng ta cũng cắm một sợi dây anten vào đây. Đây. Rồi. Hoạt động hoàn hảo anh em nhé. Đây là phần mặt đáy của chiếc đầu tuner Technic. Rất là mới, rất là đẹp. Và tiếp theo là chiếc đầu Sony. Việt Vinh đang sử dụng sóng FM. Chiếc đầu Sony này thì có model là STZX44L. Đây, anh em nhé, sóng ở đây. Đây. Sợi dây anten đây anh em nhé. Đây. Chiếc đầu được sản xuất tại Pháp, thương hiệu Sony. Tất cả size của nó đều là size tiêu chuẩn, nên là anh em để vào những chiếc âm ly của anh em thì rất là tiện và nhìn rất là bắt mắt và rất là vừa vặn.
Và đây là cái phần mặt đáy của chiếc đầu tuner thương hiệu Sony được sản xuất tại nước Pháp. Chiếc đầu tuner Sony có số series là 528766. Đấy. Anh em nhìn này, phần mặt đáy của nó đẹp không? Quá là đẹp luôn, đúng không ạ? Rồi, chiếc đầu này Việt Vinh đã thử xong, bây giờ Việt Vinh sẽ thử tiếp hai chiếc đầu phía dưới. Hiện tại thì Việt Vinh đang thử chiếc đầu tuner thương hiệu Brabun của brand là Atec PT3690. Hiện tại thì Việt Vinh đang sử dụng tần số FM 9100. Đấy. Có thể dò sóng ở đây. Đấy, anh em chú ý. Và sợi dây anten thì chúng ta cũng cắm ở phía sau này. Anh em xem qua cái phần mặt đáy nhé. Đây, phần mặt đáy của nó đẹp xuất sắc luôn, anh em nhìn đi nhé. Tắt đi này. Đấy. Và đây là chiếc đầu tuner thương hiệu Duan, model là CT7040 của Đức. Hiện tại thì Việt Vinh đang nghe tần số FM 9100 VOV giao thông. Đấy. Và cũng sử dụng một sợi dây anten cắm vào đây anh em nhé. Đây anh em nhìn này. Đấy. Ở đường láng gần với nút thì góc anh em dò sóng ở đây nhá. Ở đoạn cầu vượt ngắn hạn lên con đường. Đấy, dò sóng ở đây. Được giải quyết chưa hay là vẫn đang gây khó cho các phương tiện? Hướng về ngã tư sở. Đấy, mọi cái đều hoạt động hoàn hảo. Và đây là phần mặt đáy. Trên đường láng đây chúng ta nhìn này. Rất mong được quý vị chia sẻ với chúng tôi. Mặt đáy của nó đẹp quá. Đang là một lộ trình thông thoáng ạ, cũng phải bắt cực kỳ nét luôn. Cả bốn chiếc đầu tuner mà ngày hôm nay Việt Vinh giới thiệu đến anh em bắt cực kỳ nét. Chúng ta có thể di chuyển tốt và cũng một cả khác nhưng đấy không phải là. Rồi, mọi cái thì Việt Vinh vừa giới thiệu qua đến anh em về bốn chiếc đầu tuner đều xuất xứ từ châu Âu mang về. Anh em nào thích thì có thể liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 091 765 9929. Còn bây giờ phía Vinh Thái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Mời quý vị đến với bản tin 91.